Trời quay chi vậy? Mua về là mình làm liền nha, mình có không có khử mùi gì hết ha anh. Tự động đặt xuống là được hả? Mua cái này lá bự quá. Hả? Ta làm sẵn mình ra về là chỉ luôn với ông Tạm Đạt à. Ông cụ đâu lâu gặp ông tan ông xuống. Được chưa? Trời ơi, đảo anh ơi. Trời. Dũng mũ không đâu qua.
dễ thương. Wow, đúng luôn. Trong nhà có bếp chưa? Bếp gì? Bếp cơm chưa cho mấy con này? Không, chị em ăn chay. Hả? Anh có thêm nghệ cho cháu đi. Chay hả? Đứa bé dễ thương quá à. Này của ông ngoại nghe, ông ngoại làm cho cháu ăn nè. Ông ngoại lúc nào cũng số giấc. Rồi. Chưa. Hi hi.